Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì ngày hôm nay Duy sẽ có một bài so sánh giữa hai chiếc xe Mercedes-Benz E180 cũng như là Mercedes-Benz E200 Exclusive. Thì các bạn biết chiếc xe nào là E200 Exclusive cũng như là chiếc nào là E180 không các bạn? Đó, chiếc xe E180 của chúng ta thì sẽ được thiết kế theo phong cách thể thao với lại cái logo to bản ở giữa ha. Các bạn suy nghĩ như vậy để dễ hình dung các bạn nha. Đó, logo to bản ở giữa, đây là cái chiếc xe E180 cũng như chiếc xe được thiết kế theo phong cách truyền thống, phong cách coi như là cổ điển sang trọng. Đó, với cái logo nhỏ nằm ở trên capo và lưới tản nhiệt nhiều nan như thế này thì đây là cái chiếc xe E200 Exclusive. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta nhìn ở bên ngoài, chúng ta sẽ thấy hai cái phần thiết kế nó cũng rất là tương đồng nhau, chỉ có điều là mang hai cái phong cách khác nhau thôi. Đó, thì dành cho những các anh chị khách hàng nào yêu thích cái phong cách trẻ trung thể thao thì các anh chị sẽ chọn là E180, cũng như là các anh chị nào thích những cái thiết kế truyền thống cũng như là sang trọng và lịch lãm thì các anh chị sẽ chọn cái E200 Exclusive. Phần đầu xe thì Duy sẽ cho các bạn xem cái sự khác biệt giữa hai chiếc xe này ha. Đầu tiên các bạn sẽ thấy nè, E180 đó, với cái phần lưới tản nhiệt được thiết kế bằng những cái sọc đứng và được sơn màu đen, cũng như là lưới tản nhiệt của chúng ta được thiết kế là hai nan nè, cũng như là logo Mercedes-Benz to bản ở giữa. Và E200 Exclusive của chúng ta thì lại thiết kế theo phong cách là truyền thống nha. Các bạn sẽ thấy ha, lưới tản nhiệt của chúng ta có nhiều nan hơn, cũng như là logo đứng nằm ở trên capo. Thì lúc nào cũng vậy các bạn, Mercedes-Benz lúc nào cũng sẽ có hai cái thiết kế dành cho khách hàng của mình là thể thao cũng như là lịch lãm. Đó, về phần cản dưới thì các bạn sẽ thấy nè, E200 Exclusive cũng như là E180 thì chúng ta sẽ thấy hai cái phần cản nó hầu như là giống nhau hết luôn các bạn, y chang nhau luôn ha. Cũng có cái chi tiết nẹp rơm chỗ này ha, cũng như là E200 Exclusive nè. Nhưng cái phần mà cái nẹp ở trên này của chiếc E180 của chúng ta thì được sơn màu đen bóng ha. Còn đối với chiếc xe E200 Exclusive chúng ta sẽ thấy là cũng là chi tiết nẹp rơm luôn. À, về phần đèn xe thì các bạn sẽ thấy nè, hai cái đèn xe của E200 Exclusive cũng như là E180 thì có một cái thiết kế giống nhau luôn các bạn, sẽ không khác bất kỳ chi tiết gì, cũng như là cái giá đèn bên trong nó là màu đen. Thì với cái thiết kế đèn cho chiếc xe E-Class phiên bản 2021 này thì Duy cực kỳ thích luôn, bởi vì nó sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều so với là cái phiên bản 2020. Cũng như là các bạn nhìn vào nè các bạn thấy cái thiết kế trên cái đèn của chiếc xe E-Class 200 cũng như E180 á, các bạn sẽ thấy là đây là một cái thiết kế tối giản các bạn. Các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy ở bên trong nó rất là đơn giản luôn, nhưng nhìn đó rất là hay các bạn, nhìn rất là hay, cũng như là mang một cái tính chất là hơi thể thao và trẻ trung một chút xíu ha. Đó, về phần đèn xe thì đèn xe của chúng ta vẫn là đèn cái công nghệ là full LED các bạn nha, full LED cho hai cái đèn luôn. Đó, về đèn này thì chúng ta sẽ giống nhau, không khác gì hết, kể cả về công nghệ bên trong cái đèn. Đó, đây là phần đầu xe thì Duy đã cho các bạn xem ha, cũng như là cái E200 Exclusive của chúng ta sẽ có cái logo trên capo ha. Các bạn sẽ thích cái phong cách nào thì các bạn có thể là comment cho Duy biết ha. Và hầu như các bạn sẽ thấy là bên hông xe của hai chiếc xe này nó sẽ về mặt thiết kế nó sẽ là giống nhau hết luôn các bạn, hầu như là sẽ không khác nhau gì ngoài bộ mâm ha. Nhưng mà một cái điểm nhận diện nữa đó là trên tay nắm cửa, các bạn sẽ thấy nè, E200 Exclusive được trang bị tay nắm cửa theo cái thiết kế là có chi tiết mạ chrome trên này ha. Nhưng mà đối với cái xe E180 của chúng ta thì chúng ta sẽ không thấy là chi tiết ốp chrome trên này, thì đồng nghĩa với việc là chiếc xe E200 Exclusive của chúng ta được trang bị tính năng là Keyless Go, lock xe cũng như là khởi động máy bằng cái cảm ứng thôi các bạn. Đó, khi mà Duy lock cửa xe thì Duy việc chạm vào đây, cũng như là khi mà chúng ta mở cửa thì chúng ta sẽ chạm vào đây ha, nó cảm ứng luôn. Thì trên chiếc xe E180 của chúng ta thì sẽ không có cái tính năng này. Và một điểm nữa các bạn, trên chiếc xe E200 Exclusive của chúng ta nè, đó, được trang bị là cửa hít. Đó, và E180 của chúng ta thì lại sẽ không có cửa hít các bạn thấy không. Đó, chúng ta sẽ đánh đóng mạnh tay thêm một chút xíu. Và tiếp theo thì Duy sẽ đi về phía sau của hai phần đuôi xe của hai chiếc xe này, các bạn sẽ thấy có điểm gì khác nhau không nè. Đó, đây là đầu tiên là E200 nè, các bạn sẽ thấy không, nó như thế này. Tiếp theo nữa là E180, nó sẽ như thế này. Các bạn có phân biệt được đâu là chiếc xe E180 cũng như là E200 Exclusive không các bạn? Nếu mà Duy che cái chữ này lại, hầu như là chúng ta sẽ không phân biệt được đúng không ạ?
đó, kể cả di di cũ sẽ không phân biệt được, bởi vì là hai cái chiếc xe này có phần đuôi xe hầu như là giống nhau 100% luôn, sẽ không khác gì hết các bạn nha. Đó, đây là phần bên ngoài của chiếc xe, vẫn được trang bị ống bô kép ha, đối xứng hai bên. Đèn xe thì được thiết kế theo cái phong cách mới nè, đèn xe được vuốt nhỏ hơn, nhọn hơn, cũng như là được kéo dài từ bên này sang bên này. À, bây giờ Di sẽ mở cốp xe của M180 lên nha các bạn nha. Các bạn sẽ thấy là ở trên phần cốp xe của chiếc xe M180 của chúng ta hầu như là nó sẽ không có nút bấm nha, không có nút bấm gì ở đây hết. Đó, chúng ta sẽ sử dụng bằng tay để đóng cốp. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn đi về phía chiếc xe E200 Exclusive. Trên cốp xe của chiếc xe E200 Exclusive thì các bạn sẽ thấy là chỗ này có hai cái nút bấm này các bạn. Bởi vì là xe E200 Exclusive của chúng ta sử dụng cái hệ thống là Keyless Go. Đó, lock cửa, mở cửa thông minh nè. Các bạn sẽ thấy là ở đây có cái nút đóng cốp nè, cũng như là đây là cái nút mà để mà chúng ta vừa khóa cốp cũng như là vừa khóa xe luôn các bạn nha. À, rất là hay ha. Đó, và một cái tính năng rất là hay nữa các bạn, được Mercedes-Benz vừa mới trang bị thêm cho chiếc xe E200 Exclusive này, đó là tính năng đá cốp rảnh tay các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, rất là hay. Thì với cái tính năng đá cốp này thì các bạn thấy là nó không phải là xa lạ cũng như không phải là mới đâu, nhưng mà cái chiếc xe E200 Exclusive này thì nó được trang bị, trong khi đó là M180 chúng ta thì sử dụng đóng cốp bằng tay. Cũng như là đối với cái lô hàng này thì Mercedes-Benz Việt Nam vừa mới trang bị cho chiếc xe E200 Exclusive này, rất là hay các bạn nha. Đó, đây là nội thất của chiếc xe E180 nè các bạn. Thì cái điểm mà chúng ta nhận biết phần nội thất của chiếc xe E180 so với lại chiếc xe E200 Exclusive chính là cái phần này các bạn. Đó, đây là cái chi tiết ốp nhôm phân carbon. Đó, các bạn sẽ thấy nè, những cái chi tiết ốp ở trong xe thì đều là bằng nhôm hết. Đó, thì nó làm cho chiếc xe của chúng ta thêm cái phần mà thể thao, trẻ trung và năng động hơn rất là nhiều. Đó, các bạn sẽ thấy không? Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là về phần vô lăng của chiếc xe E180 cũng như E200 Exclusive cũng sẽ không có bất kỳ một cái khác biệt nhà nào hết. Vẫn là cái vô lăng theo phong cách mới, cũng như là đây là cái vô lăng đa chức năng. Đó, các bạn sẽ thấy ha. Và Di cũng đã giới thiệu cho các anh chị các bạn rất là nhiều về cái vô lăng này rồi, cũng như là cái vô lăng của chiếc xe của chúng ta, hai chiếc xe chúng ta đều trang bị là bọc da nắp ba hết. Khi chúng ta cầm vào chúng ta có cảm giác rất là êm, rất là mềm, cũng như là rất là nịnh tai các bạn nha. Đó, hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe E180 các bạn. Thì khi bước vào phần nội thất của chiếc xe này các bạn, thì Di thấy hầu như tất cả mọi thứ luôn đều sẽ y chang như trên cái chiếc xe E200 Exclusive các bạn. Chỉ có cái điều là các bạn sẽ thấy ở đây là cái chi tiết ốp nè, trang trí nè. Thì đối với chiếc E180 thì chúng ta sẽ được ốp bằng cái vật liệu là nhôm mà phân carbon. Đó, còn đối với trên chiếc xe E200 Exclusive thì lại được ốp bằng gỗ nâu, ốc chó, gỗ bóng các bạn nha. Đó, thì chỉ khác như vậy thôi các bạn. Nó còn lại hầu như là tay lái nè, màn hình MBUX nè, cảm ứng nè, như nhau hết luôn, tất cả đều như nhau hết các bạn. Đó, và màn hình của chúng ta đều là màn hình liền khói, chúng ta có thể là ra lệnh bằng giọng nói cũng như là kết nối Apple CarPlay qua một cái cổng ở trong này thôi. Đó, có nghĩa là cái khu vực phía trước này cũng như là tất cả mọi thứ về vấn đề vận hành giải trí này nọ của cái chiếc xe E180 này thì đều giống như y chang trên chiếc xe E200 Exclusive luôn. Đó, hầu như là sẽ không khác biệt gì các bạn, kể cả cái ghế này cũng vậy ha. Ghế, cái thiết kế của ghế cũng như là cái chất liệu của da ghế đều được sử dụng là bằng da Artico luôn, giống như trên chiếc xe E200 Exclusive, sẽ không khác luôn các bạn nha. Đó, thì các bạn biết rồi, da Artico là một cái vật liệu mà rất là bền bỉ của Mercedes-Benz. Đó, và hầu như tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ các bạn thì đều có cái da Artico ở trong đó. Có nghĩa là một số dòng xe các bạn được trang bị da nắp 3 luôn, cho dù là Maybach được trang bị da nắp 3 này nọ luôn ha, nhưng đối với trên khu vực táp lô này cũng đều được trang bị bằng cái da Artico. Các bạn biết tại sao không? Cái khu vực mà táp lô chính là cái khu vực mà nóng nhất của chiếc xe đó, bởi vì ánh sáng nó sẽ chiếu trực tiếp vào chỗ này đó, cho nên là cái khu vực này nó sẽ cần phải chịu nhiệt rất là cao. Cho nên là Mercedes-Benz là chọn cái chất liệu da Artico để mà bọc
trên cái táp lô. Nhưng đối với cái chiếc xe E200 Exclusive cũng như là E180 thì được Mercedes-Benz trang bị và Artico cho toàn cái chiếc xe của mình luôn. Đó, các bạn biết rồi, các bạn đi 5 năm, 7 năm hoặc là cả đời xe luôn thì gì đảm bảo luôn, cái phần mà da Artico trên cái ghế của chiếc xe E180 cũng như là E200 Exclusive cũng sẽ bền bỉ, sẽ không bao giờ mà bị hư đâu. À, các bạn thấy nó sẽ khác, các bạn sẽ thấy khu vực này nè, nó sẽ khác với E200 một chút xíu các bạn. E200 của chúng ta thì được ốp gỗ ốc chó màu nâu bóng dưới này luôn, nhưng đối với E180 thì sẽ được bằng ốp gỗ màu đen piano ha. Cái gỗ này nó sẽ giống trên cái S450 Luxury hoặc là S450 Maybach. Đó. Ngoài ra nữa các bạn, là hầu như là phía trước này Di thấy sẽ không có khác gì ha. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau của chiếc xe E180 này, xem nó sẽ khác gì so với chiếc E200 Exclusive không nha. Hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi ở khoang sau rồi các bạn. Đó thì đối với khoang sau này nó sẽ có một vài điểm nhỏ nó sẽ khác so với lại trên chiếc xe E200 Exclusive. Đó chính là cái khu vực này. Đó, rèm cửa hai bên ở phía sau này thì đối với cái chiếc xe E180 thì chúng ta sẽ không được trang bị cái rèm kéo tay ha. Đó, E200 Exclusive cũng như là E300 AMG thì sẽ trang bị cái rèm kéo tay chỗ này. Đó, tiếp theo nữa là cái máy lạnh, khu vực chỉnh máy lạnh cho khoang phía sau này các bạn. Đó thì đối với cái chiếc xe E180 thì các bạn chỉ lấy là gió từ phía trước ra thôi để làm lạnh thôi các bạn nha. Đó thì trong khi E200 Exclusive hoặc là E300 AMG thì các bạn biết rồi ha, hệ thống máy lạnh là 3 vùng tự động, nhưng mà đối với trên cái E180 này thì là 2 vùng tự động, cho nên các bạn sẽ thấy không có cái nút mà điều chỉnh cái nhiệt độ máy lạnh cũng như là gió ở đây, cũng như là trên cái E180 chúng ta sẽ không thấy cái khe gió làm lạnh ở trên cột chữ B nè. Đó, trên E200 cũng như E300 chúng ta thì sẽ có cái chi tiết này. Đó, ngoài ra thì cái khoang sau nó chỉ khác như vậy thôi các bạn, không khác gì nữa hết ha. Ngoài ra các bạn, trên chiếc xe Mercedes-Benz E180 cũng như là cả chiếc xe E200 Exclusive này có một cái tính năng mà Di đảm bảo tất cả các người dùng xe ô tô cũng như là tất cả những cái anh chị khi quan tâm đến cái chiếc xe Mercedes-Benz E-Class này thì đều thích. Đó là cái tính năng CBA hay còn gọi là hệ thống phanh khẩn cấp. Đó thì với cái tính năng này các bạn, nó sẽ phát hiện ra chúng ta trong những cái trường hợp mà nguy hiểm, đó cái xe của chúng ta có thể là phanh lại luôn. Đó các bạn biết rồi, thì trong cái công việc hàng ngày cũng như là mọi thứ ha, thì chúng ta rất là áp lực cũng như là rất là bận rộn, cái việc mà khi mà chúng ta lên xe, chúng ta lái xe thì cái việc mà mất tập trung thì nó cũng coi như là rất là dễ xảy ra. Thì với cái chiếc xe E180 cũng như là E200 Exclusive, ngoài ra kể cả E300 AMG thì cũng sẽ phát hiện ra được những cái tình huống khẩn cấp và phanh lại chiếc xe chúng ta ha. Như thế nó sẽ rất an toàn hơn cho chúng ta rất là nhiều. Và Di có rất là nhiều những anh chị khách hàng các bạn, thì trong những cái trường hợp đó khi mà thấy chiếc xe nó tự động thắng cũng như là phát hiện ra những cái tình huống nguy hiểm mà coi như là chủ động, chiếc xe nó chủ động nó thắng các bạn, thì có rất là nhiều anh chị khi mà vào những cái tình huống đó rồi xong rồi gọi điện lại cho Di các bạn, nói chiếc xe của em nó hay quá, nó giúp anh cứu được cái bàn thua trong thấy như thế này. Đó thì đó, khi mà những anh chị khách hàng mà phản hồi lại như vậy cho Di các bạn thì Di rất là vui luôn. Đó, chiếc xe của chúng ta các bạn, ngoài cái sự sang trọng, ngoài sự đẳng cấp tiện nghi các bạn, thì cái hệ thống an toàn nó sẽ là một cái gì đó mà coi như là đôi khi chúng ta không thấy được, mà không hình dung được, mà vô tình một ngày nào đó mà chiếc xe đó chúng ta chỉ cần cứu chúng ta một lần thôi các bạn, là các bạn sẽ thấy nó quá xứng đáng với số tiền mà chúng ta bỏ ra cho chiếc xe này rồi ha. Ok, ngoài ra thì bây giờ Duy sẽ đi ra bên ngoài cũng như là cho các bạn xem cái phần động cơ giữa hai chiếc xe này nó sự khác biệt như thế nào ha. Đây là phần động cơ của chiếc xe E200 Exclusive cũng như là đây là phần động cơ của chiếc xe E180. Nè, về hình thức nè các bạn sẽ thấy nè, giữa hai cái chiếc xe này hầu như là về thiết kế cái khoang động cơ nó sẽ không khác bất kỳ chi tiết gì các bạn. Nếu mà các bạn nhìn bằng mắt thường thôi thì hầu như chúng ta sẽ không có biết là hai cái chiếc xe này nó khác nhau về phần động cơ đâu, nhưng mà thực chất là nó khác. Đối với cái chiếc xe E200 Exclusive này thì trang bị cái động cơ là 2.0 lít, công suất là 202 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Còn đối với cái chiếc xe E180 của chúng ta thì trang bị cái động cơ là 1.5 lít ha, công suất là 156 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Đó thì về cái sự tiêu hao nhiên liệu giữa hai cái chiếc xe này các bạn, thì các bạn sẽ thấy là nó cũng không chênh lệch nhau nhiều quá, bởi vì là 1.5 với 2.0 nó cũng sẽ không chênh lệch nhau nhiều ha.
Trước khi kết thúc video clip này các bạn, thì Duy xin bổ sung một cái ý nhỏ thôi, cũng như là sự khác nhau giữa hai chiếc xe này, đó chính là cái phần mà cabo của chiếc xe E200 Exclusive nè. Các bạn sẽ thấy là cabo của chúng ta được thiết kế phẳng luôn, cũng như là chỉ có một cái đường gân chạy dọc từ trước ra tới sau ở phần giữa cabo thôi các bạn. Ngoài ra thì đối với cái chiếc xe E180 thì các bạn sẽ thấy là phần cabo được thiết kế thể thao hơn, với đường hai đường gân coi như là dập nổi ở trên cabo nè. Đó, hai cái đường gân này thì tạo cho chiếc xe E180 chúng ta thêm cái phần mà năng động cũng như là thể thao hơn. Đó, thì vừa rồi thì Duy cũng đã cho các bạn xem sự khác nhau giữa hai chiếc xe E200 Exclusive cũng như là E180. Đó, thì hầu như là các bạn sẽ thấy là với cái sự chênh lệch giá là 260 triệu đồng đối với cái chiếc xe E200 Exclusive có giá là 2 tỷ 310 triệu cũng như là chiếc xe E180 với mức giá là 2 tỷ 050 triệu, thì các bạn sẽ thấy hầu như là hai chiếc xe này của chúng ta sẽ không có sự chênh lệch về option nhiều. Đó, thì các bạn nào mà có thể là sẵn sàng tiết kiệm 260 triệu để lấy cái chiếc xe E180 hay bỏ thêm 260 triệu để lấy chiếc xe E200 Exclusive này, thì các bạn có thể là comment cho Duy biết ha, các bạn thích cái chiếc xe nào hơn. Đó, thì vừa rồi thì và bây giờ Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz cũng như là được lái thử hai cái dòng xe này, thì các anh chị vui lòng gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.